Rồi xin mời quý vị bước xuống. Hôm nay xin chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ leo lên cái chiếc xà lan này để đi giăng lưới nha quý vị. Đó, đây 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 đây, cô thôn nữ miền Tây, cô Út Bến Tre nha quý vị. Xuống đây. Bữa nay quý vị sẽ theo chị Quý trải nghiệm. Á, à, chị Quý bước xuống cái xà lan nó muốn chìm luôn quý vị. Đại Ngân nữa, đại đi Ngân ơi. Chị ơi, ngồi xuống cho an toàn. Đây là kênh của chị Quý, cho nên là chị Quý sẽ xuất hiện 99%, 1% còn lại là tươi, là tươi. Bây giờ chị Quý chỉ nằm sẵn rồi đó quý vị, chưa qua cây cầu. Rồi chị Ly, chị Ly, ơi ơi, giỏi, té té Ly ơi. Quá tuyệt vời. Đây, đây là chôm chôm lý qua cầu nghe. Này văng xong đáo lại dở là ok luôn, quá đẹp. Ồ, văng này hơi thẳng rồi chị Ly. Không phải, đây nè, đang định. Không. Đây quý vị. Mệt không quý vị? Bởi vậy bữa nay công việc nó đơn giản, đó là đẩy chiếc xà lan cho chị Ly giăng lưới. Cho nên những cái đơn giản mình để cho chị Quý đẩy đó quý vị, mình cầm máy thôi. Đó. Đó, thấy chưa quý vị, phụ nữ Bến Tre dùng giò lái ghe, không có dùng cái cây xào làm gì hết trơn hết trọi á. Nãy giờ ô dính cá rồi nghe quý vị, không biết nãy nghe cái tủm á. Đó, xong vậy là chị lấy cái giò của chị á quý vị. Đó, chị bẻ bánh lái đó. Chị có thể dùng cái giò chị lái ghe khoảng được bao xa chị Ly? Ghe đi tới đâu thì lái chị tới đâu. À, chúa cháu mà ơi. Mấy người đi chài này cũng lái vậy không? Đúng rồi. Đi. Rồi chị Quý đừng chống nữa, để chị Ly lấy cái giò lái. Không có. Dục cái giò. Ủa chị thôi. Lái xong về là hai cái giò nó vô nhau luôn. Nãy em nghe cái tủm á. Quý vị thấy bèn rồng chưa quý vị? Nè, thu lại cho xem nè. Thế nào cũng có cá lóc à. Đó. Nè. Hồi ôi. Đếm cây bao nhiêu con cá lóc rồi chị Ly? Chị đếm cây nhiêu con? Ai biết nhiều. Qua Ly. Em chắc không qua được, em nghĩ qua chắc dướng xà. Thì nước cạn nè, cá nó nhảy lên trên ruộng nè quý vị nè. Cá này không biết con cá gì nữa nè. Đó. Cái gì nhỉ? Cá mè dinh hả? Cá chích chích gì nữa, ụt quá chừng luôn nè quý vị. Đó. Xíu nữa mình xíu nữa kêu chị Ly dưới bờ này chứ mò. Cái gì Ly? Cá nó nhảy ốc luôn á. Cái gì Ly? Hình nó bắt ốc. Mình có hô cái gì Ly ơi? Thôi, lấy cái gì đựng ta? Chưa, em nói có rồi. Vậy sao? Thả nó bà đi, hồi như cầm, hồi bỏ xuống thuyền. Hồi xuống thuyền.
bỏ đây nè Ly, gấp này nè, đâu không có nhảy không? Cái gì Ly? Hả? Phi. Cũng vậy ta. Ừ. Ngồi đi. Ờ ha, Như mà xuống này mò nè Như. Ôi, ta không mò mà đó, ta nói trời ơi. Đang đưa cái đâu kia, rửa rửa sạch đi bên trong chứ. Rửa sao rửa hết bụng. Ủa có con hả? Ê, tao chả tâm ở tại ra. Lấy chị quăng cái con hả chị? Chị đưa cái. Ở cái đó hồi em vô. Ở cái này hồi vô thả với mang của chị á. Chứ không? Ủa khác chứ chứ không thấy được. Nãy tôi nói tôi thấy cá luôn gì tôi. Đâu rồi, chị mới quăng đây tối đâu rồi? Không, chị con ốc á nhiều. Ốc hả? Có phi. Không có phi nên ruộng mà nuôi gì nha. Họ nó bay nhóc luôn nè. Trời ơi chị Ly ơi. Mình không có phải bắt ăn đâu cái gì. Mình bắt mình nuôi. Cà chị Ly, chị thấy con cá nó nhảy lên bờ không? Không. Sao chị bụng đó? Đó, ở cá chẽm, nghe mà dảnh. Cá này bị cua cắn rồi. Cua nó cắn gì muốn ăn luôn, để cho nằm vậy đó. Tặng cho quý vị món quà. Ui, chụp nếp còn xa. Ê, về nuôi nè. Đem về nuôi chứ không phải ăn đâu nha. Rồi nói tận diệt đi. Quý Hà. Rồi. Đó. Ui, chú Hà ơi. Có trái bình bát rồi quý ơi. Lâu ở đâu thôi? À, thấy rồi, thấy rồi. Ôi, cái này nhóc luôn. Nó tát đó, nó liên ra nó tát. Trời ơi, cái bình bát chính rồi. Hơi bị rầy chút xíu nha quý vị. Ăn thanh long ngon lắm đó nha. Ừ, ăn đi rồi chết. Ủa đây một đụm cái này nhưng mà chưa chín. Cái này chút về vào nước đá ha. À, nhìn bà nội. Hả? Trời, em hái thì em ăn chứ không để chị ăn. Đâu? Tôi vớt được con nè. Trời ơi. Đó quý vị. Về mình nuôi đó các bạn. Cá này nhỏ không mà ta. Chị không bắt cò nó ăn, nó cũng ăn à. Dạ hả? Cò nó xuống. Thì nó cạn á phải không? Cá rô nè. Đâu? Cá rô nhỏ nè. Ờ. Thì cá rô là mùa này là nó, mà chị không bắt rồi. Hay quá đi ơi. Chị quý tay nghề cao siêu. Ôi, thấy con đây chị. Thôi, chị đưa đây, đưa ngay mấy cái máy quay này chị. Các bạn ăn tân châu không? Mấy hồng học tân châu nè. Thấy không? Tân châu á. Thôi quá là tân châu luôn, mỗi lần hớ vớt. Cái đó là ốc phải không? Mấy rồng á. Nè nè, chị Ly, nè, nè. Để coi kìa. Cá rồng. Chưa nghe. Đó. Ôi, chính là hai con. À, chết rồi. Chị quý tay nghề cao quá nên chị xúc. Nè, cái sặc nữa. Nói từ từ thôi, đừng có nói ngọng, nói liệu cái nó ấy nha, cá sặc nha. Cá bự kìa đi ơi. Hay quá. Trời ơi, bắt con cá mà để nhảy ra nhảy vô vậy trời. Cũng cỡ ơi, cô hai thôi. Em nhảy ra nhảy vô là cá lóc quý ơi. Xúc rồi, đó rồi. Ôi, chị Ly, nó càng cá bự kìa quý ơi. Bỏ vô rổ đi, nó xúc cho nó sạch, cho nó thả vô. Ôi, má ơi, cá gì mà như bắt con Ly bắt không được nó ta. Trời, nó vô tới ruộng luôn rồi. Kìa. Trời ơi. Cá lóc. Ôi, cá lóc con. Đâu? Nè, cá lóc cứng. Đó. Ừ. Ờ. Quá chừng luôn, trời ơi. Trời ơi. Thôi đừng, nay nè, bắt cá rồi, thả ốc đi. Nó vô đây chị Ly. Nó vô đây nó ăn hư uống người ta hết à. Mình vớt cái là có, bà mình vớt cái là có, không ít thì nhiều. Mình vớt cái là có, không ít thì nhiều. Tao đâu vớt cái rồi có không? Ủa, cái mày dảnh. Ôi. Đây đâu, đừng nhúc nhích. Từ từ thôi, coi coi. Nó ra, cái mày dảnh. Ồ. Chị Ly bắt cái gì bự gì vậy? Để mình sàng lại. Wow, có phi không? Ở đây sao tàn cá phi không nha Ly? Cá phi ruộng mà. Còn phải con cá này thì dễ kiếm quá nè. Cá này là khó kiếm lắm á. Thôi thôi, chị Ly bắt gì em chứ trời. Cứ đãi gì đãi vàng vậy đó.
hồi dớt cái quá là tân trâu luôn á. Rồi chị Ly mồi dính nữa kìa. Đừng quý, đừng quý. Chích 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 rồi. Ôi ôi. Rồi. Mò đi quý ơi. Kìa, con cá bự kìa. Ủa đứa có cái. Ơi, cái mày giảm. Ê cái. Cá phi. Cá phi. Cá phi. Chị quý chị gà thiệt luôn. Kêu thả thả cua đi. Đừng thả cua đi. Mò qua bên kia mình xúc. Con gì á? Cá rô phi. Quá trời ơi. Trời ơi, chị bóc cái dính, bóc cái dính trời. Chị hứng cái rổ ngay chỗ này, chỗ này này. Hứng cái rổ ngay chỗ này. Nè 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 nè. Mì hả? Thôi, này mình tha ốc đi. Ba con. Quá trời, quá đất. Hồi nãy em thấy chỗ này nó nhảy quá chừng mà. Chịu phí chị xúc cái vô mấy con rồi chị Ly. Nữa hả? Như bữa nay nó lội chứ không được, nó cũng tức dữ. Nay cái giò đeo. Cậu dính được ba con. Con cá rô. Con cá phi. Con cá sạc. Cô chị nói đó không chị? Tôi nói rồi, chị Quý giờ chị nói chậm lắm. Chị nói nhanh nhanh bị liệu. Thôi ôi, con cá bự dưới ta. Ở trên trở nước nó cạn quá vậy. Cái nó rút xước xuống đây là cá nó dồn xuống nè. Cá gì chị, chắc cá bự à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mò đâu lại dính nữa. Có nhiêu thì mò hoài không hết luôn không. Chị Ly, ở ngoài đây nó giải bạch bạch luôn á chị Ly. Ở cây chủ cái vũng nước ngoài đây mà này có vẻ hơi sâu á. Ốc bắt chi vô đi. Để cho nó ăn cây đi. Cho cây chủ hả? Mù mắt không thôi. À. Ôi ôi chú Quý chú xúc vô cái mấy con luôn. Ốc ra ngoài rồi. Cái rổ có chút xíu gì mà xúc được luôn ghê chứ. Cá rô. Ô, cá rô hả? Cái vũng này hen, nhiều khi có cá lóc nữa chị Ly. Rồi. Cá bự hay gì Ly? Cá gì ạ? Đừng để xảy đi Ly. Xảy hả? Chị quần quần hồi nó cũng bắt được đó. Cá rô phi, cá lóc cẩn, cá sặc, cá tùm lum nè. Chích 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 cái này đem về nuôi. Được rồi chị Quý ơi. Bây giờ chị hăng là chị lội, chị lội, chị xúc hoài chứ chưa lên nè. Giờ mình đi dỡ lưới kìa. Đi, chị lo cái gì ơi. Rồi lên lên đi đi chị Quý ơi. Thôi con mẹ hăng nè, mẹ xúc miết nè. Bắt cá cạn xong rồi bây giờ xuống dỡ lưới quý vị. Xuống, bước xuống đi chị Quý, về tới em. Vui quá.
dở hay em dở? Ai dở cũng được. Ai dở cũng được. Hai mình dở đi. Chị dở đi em chờ xuồng cho. Ừ đúng rồi, chị Ly biết chờ xuồng. Chị dở đi em cho. Bây giờ bắt đầu gỡ lưới. Thu hoạch. Nếu mà lưới này không có thì cũng còn lời bắt cá bắt cạn. Bắt cá cạn dưới cây hả chị? Đây nó nhẫn đít hết rồi Ly ơi. Vậy nó lâu hả con cá mà lâu quá là nó chết. Ồ vậy là nó mắc vô đó là nó chết á hả chị? Vậy nãy giờ mình bắt lâu lắm á. Ừ, tại mấy chị sung quá mà. Bắt qua không chưa lên. Cá sặc nó là vậy, nó mắc lưới là nó chết rồi. Nên mình phải thôi. Ôi chị Ly, bữa nào mình xuống đây bắt cá cạn lần nữa được không? Được, bình thường. Mà ruộng người ta cho mình bắt không? Đâu, có làm gì đâu không. Bắt cá, đây là cao thủ bắt cá, bắt tép, bắt mọi thứ, cái gì cũng bắt. Có rắn là không bắt nha. Ừ, có rắn là không bắt, rắn là mình đó quý vị, chị không có bắt mình. Chị Ly. Cá này nó đi chữ nè. Sao chị? Nó nói chữ O. Cá hả? Không tắt quát, cá nói chữ O. Lâu quá mà. Nhúng nước cho nó trơn. Đúng rồi. Đó, chị gỡ bên trái cho em. Chị gỡ bên phải. Đó. Ngồi cái nào. Con rứt cái đầu con cá luôn à. Mày gỡ luôn đi. Không, tại một lần chị nói em. Đó là đồ con cái gì đây? Cá mẹ. Trời ơi, cái này cá gì? Cá mẹ còn sống. Cái mà gẫn. Ồ. À bà chị lặn vậy họ cái nó gói nồi cái chị mới được chị gỡ luôn. Chị gỡ bên trái cho em. Trời ơi, gì đã quá ta ơi. Đó, tụm. Nữa bây giờ trời ơi, nhanh chị coi chừng cái tụt. Kéo vô đây để nó nhảy xong sao? Đang nhấp luôn. Trời ơi, chết hả, nhóc hả? Ủa nhóc hả, nhóc hả, hả? Này giống cá linh chứ hả? Cá phi, cá mè. Cá mè, cá y như cá nãy mà. Còn nữa hả? Con không? Cái cây á chị. Với một nguồn cây. Ủa, con cá kìa quý vị ơi. Con cá của tôi. Không, con cá này, bên đây có chị quý quý vị. Ủa, con cá sặc nó mồm chứ o, nó lại chết ngắt rồi. Cá sặc nó dưới mà nó chết hả? Dạ, nó nhanh, nếu mà chậm là nó chết hả chị? Bữa chị ba đi chửi với nó. Nó nói chữ o nè. Để nó văn rồi nó chưa gỡ, trời ơi. Đâu gỡ rác ra nha. Quá trời. Tà của tôi quý vị ơi. Cá sặc. Cá rô. Cá sặc cá rô, cá lồng cong xeo. Cá rô thì không chết nhưng mà mấy con cá sặc là chết đó. Ủi mê lặng, quá. Chị lặn, chị cầm. Đúng rồi, chị lặn nha, lặn nè. Ủi mê. Cá rô mà nó vô cũng quýnh chết luôn. Cá rô đó là của tôi. Cái o tiếp nữa nè quý vị ơi. Cá sặc công nhận nó dễ chết quá ha. Cái nước cạn á, nước đầy không có, nhưng nước cạn nhưng nước có. Vậy hả chị? Này là nước cạn phải không? Nước này nước đen cạn. Chị gì? Chị nãy chị nói bữa chị văng dính cái mương mà văng không có á. Có văng cà phê một cạn. Ừ. Ủa nữa kìa. Chị o tiếp. Đã quá. Đó cái gì chị Ly? Mà dạ. Hay quá mấy bác ơi. Ôi coi chừng nha chị Quý. Chị móc ra hen nó nhảy xong rồi xong luôn. Chị Ly á, bớt cho lọt xà lan mới về luôn. Bỏ cái hét. Trời ơi cá đã thấy ghê không. Cứ từ từ. Ủa dạ. Chị bơi ghe vậy anh đỡ biết nhiều không? Bẻ lại cái cây. Thôi nào giờ chứ chưa bơi mà. Biết chống luôn. Ồ con cá gì á? Con cá cho. Mới muốn con cá sặc mình sẽ kêu con cá chữ O nha quý vị. Đó. Trời ơi, thấy thương nha. Nó nói nha. Nó lấy nô. Ơi nô, cái miệng nó chó luôn à. Mấy cái người mà ở đây cứ vài ngày cái người ta hay đi vớt cá này là tội gì không? Vớt mắc cạn hả chị hay là cá này? Cứ cá mắc cạn á. Vậy hả? Về kho với tép mỡ. Trời ơi. Cái chít vậy đâu có mặn hả? Không, để về cái trà xong. Trà bỏ vô lưới trà. Nó sạch bóng à. Dạ. Không dơ đâu. Bữa nào mình làm vậy đi chị Ly. Làm vậy về làm ăn luôn. Cái về mình kho với tép mỡ á. Trời ơi. Cơm ngon, ngon. Rau nha. Ê, bữa nào chị rảnh đi chị Ly. Chị hú em xuống nữa. Ừ. Được chứ má. Một cả xô luôn á. Bắt cá mắc cạn nhóc luôn chị ơi. Em bắt cá mắc cạn luôn. Ôi đây nè, cá sặc hả? Cá chữ O. Cá chữ O. Hay con.
Giăng lưới giống mà ăn. Giăng lưới cũng có, mà cá mắc cạn nữa. Mà cá mắc cạn nó nhỏ nhỏ không chị? Cá mắc cạn là nó vậy. Ủa cái đó kho chắc mở hả chị? Hôm nãy chị đâu vô nhà? Quên. Đó. Còn cẩn thận nha. Chị Ly ơi, em nghe chị Ly rớt cái gãy răng luôn á. Còn cẩn thận nha. Dạ. Nó chọt vừa khô rớt xuống sông. Có tụi cha mẹ ơi. Bùm. Chị Ly chỉ chọc à. Bùm. Ủa vô đất hả? Chị Ly gà. Chị Ly gà rồi. Cái cụ nhỏ không đưa đưa lên cụ bự. U. Chị Ly hết gân rồi. Chị Ly bứt gân rồi. Yeah, come on baby. Oh my thôi God. Được rồi. Thôi còn hai trái chọc luôn đi. Không được. Cái đó cứng đi hả chị? Lượm luôn vậy. Rồi lượm mới vô ghe. Chưa. Trời ơi, bà Ly vẫn ngoan cốt. Bùm. Lượm gì đi. Ôi chị Ly ơi, nghe cái xà lan. Nghe cái xà lan. Đó, chị không những bơi được bằng tay mà có thể bơi bằng chân nữa chị. Đó. Bằng theo tay kia đi. Đâu. Thục tha nhóc kìa. Trời ơi. Wow. Thì hèm quá. Ôi chị Ly ơi chết đi em. Chị Ly ơi, chị Ly giết em à. Trời ơi. Mày non mẹ đó, mày non tao cũng non. Trời ơi nhóc luôn. Chưa như để quý mở đây dạ, nha. Dạ dạ. Cứ từ từ chị ơi. Quá trời cá luôn quý vị ơi. Ủa hồi nãy cái gì nào ạ? À? Chị hai là chị của chị ba. Còn anh thứ tư. À. Dòng họ của chị Ly không hả? Hả? Dòng họ chị Ly không hả? Ờ. À. Dòng họ chị Ly ai bắt cá không nhỉ? Chị Thơm dưới đây nè, nhỏ Sài Gòn. Dạ. Nhỏ chắc chị Quý biết hả chị Quý? Thế nào Facebook quá? Ờ, nhỏ anh đang Facebook rồi. Mà chị Quý biết không? Biết. Đâu phải ai chị Quý biết, chị Quý đâu phải thổ địa đâu. Biết chứ, chị Quý biết nhỏ đó mà. Ây dạ. Đó, quý vị thưởng thức cái nùi cá kế tiếp nha quý vị. Đó. Chị Quý chị để lên giò chứ luôn nè. Đó. Mà sao cá này nó nhỏ nhỏ không chị Ly? Xuống đây không con? Trời ơi, thấy hèm rồi. Đúng đẹp rồi, nhóc luôn rồi nè. Đó. Mày mai còn xuống nhanh. Tới đâu đó lại. Con nhăn tới hết lưới rồi. Tới ngay chỗ. Không, con không có nhăn. Khúc đưa đây, khúc đưa kia. Tới ngay mấy ruộng đó. Đó. Đã thiệt chứ. Banh ra. Banh ra. Banh cái nào? Banh cái lưới. Con nằm đó banh cái lưới. Đầu đi chung lên cái nào nắm cái đó, nắm cái đầu đó cái đó đây nè, đây nè. À đó. Đó. Đó, không có để trên cái đùi quý á. Để con về lên đi, gỡ cho nó dễ. Đưa ra giờ nó khó gỡ. Đó. Mày giúp gỡ, mày không gỡ mình gỡ. Con trống giòn. Nè chị Quý, ý nè, chị cầm chị nặng lên nhận đúng như nè. Hồi nãy chị nặng vậy đó. Ôi tưởng dính con cá à, giờ không phải quý vị ơi. Đây con cá rô chà bá luôn nè quý vị ơi. Coi chị Ly gỡ nè chị Quý học hửi nè, ta nặng ra. Thấy con cá rô chưa? Thấy. Ồ. Oh. Còn nữa không? Đó bây giờ nè, chị Quý kéo lên có cá chiền ra sau lưng cho chị Ly gỡ. Chị Quý gỡ lâu quá. Trời ơi sao nó như... Ôi con cá chặt. Đúng cua luôn trời. Ô, cá nè. Cá chặt. Chị Ly. Bẻ que, bẻ càng đó chị, bẻ đi chị. Chị Ly nhào vô đi, chị Quý tới mốt. Ôi, chúng ta là xếp là bài si... Bẻ. Chị Ly dạ. Bẻ đi. Hay là bẻ đi. Đi bẻ đi, cái con này anh Hùng hiên ngang quá. Anh Hùng hiên ngang. Rồi, rồi cá sặc. Quá đã luôn. Không, cái này cá phi. Phải không? Cá phi. Trời ơi, gỡ nguyên cua luôn. Ừ. Hay quá kìa, sẵn gỡ miếng cá phi luôn đi. Tha mày ha. Tha cua đi, bữa nay không bắt cua. Miếng cá, bắt cá thôi. Chị để như vậy. Sao ạ? Nó tối. Đây, gỡ cá đi. Hay lắm. Thế chị Ly chỉ gỡ nằm một khúc nhạc. Mình phải học nhiều. Đúng rồi. Ở gần quy, gần quy đó.
mừng. Ồ, đó. Ở trên đây con nè. Đó. Cá này cá mè hả? Trời ơi, cái chặt nữa nè, nhóc luôn anh em ơi. Dạ. Ôi, ở dưới cái loại bỉnh bỉnh kìa. Để chị Ly chị gỡ xong rồi là ấy đó thấy không? Đồ hồi nãy giờ mình không làm về cho đỡ mất thời gian hả chị Quy? Đó đây nè. Đó, trời ơi bên kia nữa quý vị ơi. Đó, trời ơi thấy ham được chứ. Dính cá xong mà thấy ham gì kìa. Trời ơi đó nữa, nhát luôn bà con ơi. Đây nè, nè cá này là của tôi nè. Cá này là của tôi chị Ly. Nó bỉnh. Trời ơi kìa. Trời ơi dưới nữa. Trời ơi. Trong đây hả chị? Dính cái nón. Trời ơi dính cái nón chị Ly luôn. Thấy ham thì chứ. Trời ơi cá nè. Cái chặt. Kêu chị Ly dùng 5 giây hả? Con cá sặc kìa. Kéo tiếp trên chị. Kéo lên. Được chưa chị? Ôi chị. Ủa chị quay. Cái đây dạng. Em không biết gỡ. Trời ơi. Nó chết đi vậy? Chết đi sống. Vậy hết. Đây chị Ly. Chị gỡ con cá bự nhất cho chị Ly. Dạ, cũng được gì. Nó sao, sao nó còn sống không chị Ly? Chết hả? Quá. Một con cá dưới kia nữa kìa. Chưa gỡ xong kìa. Con nào sống thì thải mương, con nào chết thì mình ăn quý vị. Đó, mình ăn cá chết nha. Ôi, ôi, một nồi kìa chị Ly. Trời ơi, thấy em không? Nó dính chùm nè. Ba con. Thải mương. Cái gì thải mương bà? Trời ơi, đây, đây. Trời ơi, chùm đây nữa nè. Nhìn xong nhìn không kịp luôn à. Trời ơi, nhóc luôn. Thôi rớt lại. Con đó nó dột rồi. Ôi, thấy ham được chứ. Ở bên kia nữa kìa. Chạy, không được, vậy không được vậy. Đó, Ly gỡ cá đi Ly. Chị làm không ai vậy cái nó giải cái nó rối thêm nữa. Nó không thể làm được. Như là kia. Đó. Đó, gỡ xong mà không kịp luôn à. Úi hà, cái gì nhấp hà. Ham thì chứ. Mình văng hồi lấy đây lên rồi đó. Mình văng hồi 3 giờ mấy bạn, mình gỡ tới bây giờ không biết là mấy giờ nữa. Bác sư thì bác hoài mất rồi. Cá ký á. Ừ. Mình văng xong tự nhiên mình sâu sâu qua mình bắt cá mắc cạn. Giờ mình mới gỡ cho nên nó hơi trễ một chút. Cá sặc thì nó chết. Bye. Dạ. Chưa tới. Đây đây. Ồ, cá chữ O ơi. Ngồi đây gỡ luôn. Ngồi luôn, gỡ luôn, gỡ được gỡ luôn đi. Còn con cá chặt à, đó. Ôi, ôi, ôi. Dạ. Kia một nồi của gì ơi. Cái góc là nhiều à. Chị nấu quá không sai mà. Ui. Gì chị? Góc luôn. Từ, để cái này cho chị. Cá luôn nè. Trời ơi. Cá chậu con luôn á. Nè mấy ơi. Kéo qua đây đi, kéo qua đây đi. Trời ơi, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Trời ơi. Lậu nào? Đá thì chứ. Ừ. Vậy, mai lên tận danh. Đâu nãy chị Liên quá trời đó. Ui, bên kia kìa. Rồi ui, con cá này là của tôi. Đâu, kéo đây chị Quý ơi. Coi cây nè, rồi đó. Trời ơi. Chết luôn quá chừng luôn rồi trời. Đi làm kìa bà. Trời ơi, rối tay luôn rồi. Trời ơi. Chị gỡ. Trời ơi. Trời ơi, cá rồi nè. Chạy lên nghe ơi. Chị tay gỡ nè. Ừ. Nè gỡ đi. Trời ơi, quá chừng nè. Lần văn khúc trên thôi chị.
là khúc hồi nãy phải không? Quá chừng luôn. Tại cá nhiều quá gỡ lâu quá gì, tới chiều chưa xong nè. Giờ tới chiều rồi đó. Giờ là chiều rồi đó, chính xác là chiều dạng dạng luôn rồi đó. Đó. Cá mè dảnh. Con cá này là con cá nhiều xương phải không Vui? Ừ. À, cá này là mình xay ra, mình giò bột á, mình dắt chiên. Chiên á. Chiên mình ăn với cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm. Ok. Chị cứ từ từ chị gỡ đi, chị gỡ tới tối cũng xong à. Tại con gà này nó tám nhưng mà chân cột, chân nhỏ, hỏi con nào chân to như bự. Cười cái kì. Đâu cười cái kì. Bùm bùm bùm. Trời ơi. Trời ơi, có rổ cá luôn. Rổ cá này hơi cá nhỏ của chị Quý. Hồ vô cái nè. Chị Ly cái này mình tính là cá sống thì mình thả mình nuôi, ai về nó chết rồi. Còn sống hả? Không, không mấy con. Cá nhỏ thì thả nuôi đi. Còn cá bự thì chị ấy mà kho tiêu mà tới mở như nãy chị nói chị Ly. Đó, cá sống lựa ra đi chị. Mình đem xuống sông mình để con nào sống rồi đấy chị. Trời ơi. Rầu ghê. Tại rồi luôn. Nó mình thấy còn thở mà chị. Nè. Tao chị hô hấp nhân tạo nữa đi. Hẹn cá rô nè chị. Ngày mai chị đi có làm gì nữa không? Không làm mai xuống nữa. Mai đi bắt gà. Vậy chừng nào chị rảnh này chị cứ kêu em ha. Không thả cá này vô nó ăn mấy cá con sao? Cá lóc hả? Cá lóc cứng. Không, cá lóc cứng nó không ăn đâu. Ôi đã thế ghê không? Này ký mấy, chị ký mấy luôn hả chị Ly? Ký rưỡi. Ôi ôi, công nhận. Tụi mình vô địch, ủng cá rô bự kìa. Trời ơi. Mấy cá rô này mặn gì? Ồ cá rô. Đúng rồi, đúng rồi. Cá rô nè. Ơ má chuối. Phóng lên cá rô chà báo gì. Đừng coi chuối. Trời ơi cá rô. Trời ơi cá rô là của tôi. Chạy khỏi tầm tay tôi rồi. Bắt cái trê nè, cái trê vàng nè. Cái trê của chị Ly. Đó. Cái trê chết rồi. Chết hả? Ừ. Cá bay còn sống mà chị, không nhóc mà. Em thì chứ. Rồi có rô rồi nè chị. Tí tí nhóc rồi, nó còn sống nè. Ngon ghê không? Bữa cái ê chị Ly, bữa nay mình lấy nhiều hơn lần trước em văng á, mình văng bên đây á đúng không? Đúng rồi.